Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ, kênh Youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 50 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Kẹt Chư Qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Trước khi bắt đầu nội dung của tập 50 Chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Phố Lưỡi Sinh Đã theo tới chỗ của Gia Quyến Lý Gia Để trả thù cho học tiếng nhà mình Tại đây Cả hai giết chết nhi tử của nhị phu nhân Lý Gia rồi giết chết rất là nhiều gia đình, cẩm y vệ của Lý gia nữa. Cuối cùng là chuẩn bị giết tới các vị phu nhân. Ngay lúc này cái vị đại phu nhân của Lý gia đã ra mặt đưa cái người đã mua thần thai của chồng vũ sinh ra để giết chết để chuộc tội. Nhưng mà giết chết là cái kẻ này rồi, cái cái ả này rồi á thì đại phu nhân lại buộc vô lỗi sinh phải đền mạng của bản thân mình vì những cái chết của gia đình cùng với cẩm y vệ Lý gia lúc nãy. Thì trong lúc phố lưỡi sinh chuẩn bị tự vẫn á, Thì Trần Thực đã ngăn cản Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào Thì mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 50 Cứ bộ chuyện Đại đạo chi thượng à, Của tác giả Trạch Chư à, Qua dòng chiến đọc của Cao Minh Thiện nha à, các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thiện nha Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha có lưỡi sinh trong lòng rất là lo lắng cái người này làm sao lại không phân biệt tốt sống chứ bọn họ vốn là vì cả thù mà tới ôm cái quyết tâm tới đây hẳn là phải chết hiện tại thù đã báo hai người có thể một người được sống sót đây là đại phu nhân lý gia đã khai ân bỏ ngoài pháp luật rồi làm sao mà phán không đúng chứ phán rất là tốt là thanh thiên lão gia. Phố lưỡi sinh bắt lấy tay của Trần Thực Dùng sức nhéo một cái Ý bảo hắn mau đi Nói Từ sư đến nay giết người đền mạng Cô đại tẩu giết điền hoài nghĩa Cùng giết trầm vũ sinh Nên đền mạng Ta giết nhiều gia thần Cùng giấy cẩm y vệ của lý gia như vậy Cũng nên đền mạng Người vẫn là chưa hiểu đạo lý ngươi chưa về đọc sách thêm vài năm Rồi hẳn trở lại Đại phu nhân Hạ vi nhân cười nói <cười> Phó tiên sinh không cần gấp gáp Nếu đã chưa hiểu được Tự nhiên sẽ không rõ Các vị tiểu quân đệ này Nếu trong lòng có đạo lý muốn nói Không ngại để cho hắn nói một chút đi Tiểu kinh đệ Người cảm thấy nên phán thế nào hả Phó lỗi sinh nôn nóng vạn phần Hắn vốn định dùng mạng của mình Đi thủ hộ mạng của Trần Thực Hiện tại toàn bộ đã xong rồi Trần Thực nói Phó tiên sinh không cần lo lắng Chú Thú Tài đã dạy ta rồi Nếu bộ luận ngữ kỳ Thiên Hạ Ta đã học cả bộ luôn ừ, Sẽ không làm sàng làm bậy đâu Phó lưỡi sinh nhớ đến cái bài thi kia Trong lòng lại càng thêm tuyệt vọng Trần Thực nói Cố đại tẩu giết quan chú khảo điện hoài nghĩa Giết chậm vũ sinh Cắt cái óc của hắn đột nhất phẩm thần thai đội đáng dạng tử như vậy nàng mốc thần thai là vì ai hả rồi thần thai là đem cho ai là đã bị ai sai khiến phố lỗi sinh tuyệt vọng cái lời này nói ra khỏi miệng có thể hay còn đường sống sao trần thực tiếp tục nói tiền mà ở à mua chuộc quyện thừa kinh thế dân ở đâu mà có ai đã cho tiền ả à? ả à là hạ nhân của lý phủ ở quyện Tân Hương một tay che trời, ngự sử quyện Thừa Nha Dịch cùng xông vào trong quyện Nha giết hại quan chủ khảo, sử dụng địa thư của Tân Hương, ai cho ả ta cái quyền này? Địa thư Tân Hương là trọng khí của triều đình, ai để trọng khí này rơi vào tay của một hạ nhân? Ai đã sẽ khiến hạ nhân cầm trọng khí này đi giết chết mệnh quan triều đình? Còn có thể để cho quyền Nha với em sống lặng nữa? Ai cho ả cái quyền số tên của trầm vũ sinh trên bản chứ? hắn tiến lên trước một bước ánh mắt có thật phu nhân nếu muốn làm thanh thiên đại lão gia vậy đem những cái chuyện này đều cha rõ ràng thì mới có tư cách gọi là thanh thiên đại phu nhân hạ vi nhân cười nói <cười> không lẽ ngươi muốn làm thanh thiên này sao trần thực đừng nói là ngươi làm không được cho dù là gia gia ngươi cũng làm không được thế đạo này xưa nay là như vậy ta chỉ là không muốn gây phiền toái thôi Ngươi muốn dạng đạo thế nào với lý gia ta đây trần Thực ngơ ngẩn bà biết gia gia của ta hả đại phu nhân hạ vi nhân vỗ vỗ tay thản nhiên nói người đâu đem đạo lý của lý gia chúng ta nói cho hắn biết đi dạ phu nhân mấy nha hoàng mang ra một cái thùng sách thư tịch trong thùng sách rất là nặng nề xem ra chừng khoảng 1-200 cân mấy nhà hoàng kia khiêng rất là cố hết sức nhưng mà khi thùng sách được mở ra thì trong thùng sách cũng chỉ có một quyển sách một quyển sách bằng vàng dài chừng một thước ba bốn rộng không tới một thước dùng các vòng vàng giữ chặt các mặt trang mỗi một trang sách đều là giấy vàng mặt trên mơ hộ có chữ viết và hình vẽ một nha hoàn trong đó xốc trang sách lên lật đến trang thứ hai một ngụm chân khí phun lên trên đó nhất thời toàn bộ bản đồ địa lý của huyện tân hương từ trong trang sách bay lên nhảy lên giữa không trung đem cái đạo cửu dương thiên lôi dẫn chuyện phù với trần thực đánh cho nát bấy một trang sách này tương liên với khí cơ của vạn hồn phiên trấn thủ huyện tân hương không chỉ có như vậy thậm chí ngay cả toàn bộ huyện tân hương cùng với thôn chấn dưới quyền quản hạt khí cơ cũng là tương liên với nhau trong chốc lát khí tức vô cùng nặng nề truyền tới như là hoàng thổ trên bầu trời khuynh đảo xuống địa thư trường tân hương quyển trần thực cùng với phó lưỡi sinh đều tự rên rỉ một tiếng tội lực đối kháng cổ áp lực khủng bố này không thể động đậy nha hoàng kia bất quá là tu vi thần thai cảnh một ngụm chân khí mà thôi vẫn chưa có đem uy lực của cái chương địa thư huyện tân hương triệt để thúc giục chỉ có thể điều động một tia cũng đủ để đem hai cái vị cao thủ kim đan cảnh trần thực cùng với phố lưỡi sinh trấn trụ mặc cho người ta xô xé có thể thấy được một trang địa thư này nếu là hoàn toàn được thúc giục chỉ sợ có thể tranh cao thấp với cao thủ hóa thần đại phu nhân hạ vi nhân Nói Nói hắn một chút đạo lý Cứng rắn của lý gia ta Nàng vừa mới dứt lợi Một đám hộ vệ Đều từ hư nở rộ tu vi Thần thai thần kham nhau nhau hiện lên Từng viên kim đan phiêu phụ Trên không trung Đủ loại màu sắc Trong đó không thiếu cao thủ có kim đan cửu chuyển Tiếp theo Chính là hơn 10 tôn nguyên anh Đều từ hư ngồi xuống Quanh thân bao phủ ánh sáng rực rỡ Tự như là ngồi ở hư không không thể đo lường không thể đo đạt cái gọi là vạn pháp không thể xâm phạm vạn binh không thể tới gần ánh sáng kim đan nguyên anh chiếu rọi chiếu sáng bầu trời vốn âm u rực rỡ như là ráng chiều nhưng mà vào lúc này đột nhiên lại có luồng thần quang rực rỡ phóng lên trời cao một tôn nguyên thần cao tới bốn trượng ngồi ở không chung Tự như là đại phật vô song một tay nhặt hoa, một tay thì nâng bảo bình. Từ trên cao nhìn xuống quan sát trần thực cùng với phó lỗi sinh. Khí tức nguyên thần nồng đậm như vậy, thậm chí làm cho mây đen trên bầu trời cũng có một chút bất ổn, dần dần có xu thế bị tách ra. Uy thế bực này làm cho người ta tuyệt vọng. Ánh mắt đại phu nhân Hạ Vi Nhân rơi vào trên mặt của Trần Thực, mỉm cười, nói Trần Thực, Ngươi bây giờ đã biết đạo lý của Lý Gia ta rồi chứ Phụ nữ và trẻ em chúng ta Chỉ là gia quyến của Lý Gia Không có bản lĩnh gì Nhưng đối với quyền Tân Hương mà nói Ta muốn làm thanh thiên đại lão gia ở đây Thì có khó gì chứ Nàng thu hồi ánh mắt Buông mạng xe xuống thản nhiên nói Phó tiên sinh Lý Gia không thể khuất nhục Ta cho ngươi một cái công đạo Bây giờ ta thay lý gia đòi lại một cái công đạo Ngươi có thể cho không hả Phố lỗi sinh yên lặng gật đầu Hạ vi nhân mỉm cười Nói <cười> Ta dù sao cũng là nữ tử nhu nhược Không thể thấy máu tanh Tàng tiên sinh Ngươi ở lại An tán tốt cho phó tiên sinh Sẽ mang đầu của người Đưa tới tỉnh thành Tàng tiên sinh khôn người Nói Đại phu nhân cứ yên tâm khởi giá hạ phi nhân nói một đám nha hoàng khép sách lại đóng thùng sách đem cái thùng sách này chuyển vào trong xe liễn mà đông đảo gia thần lý gia cùng với cẩm y vệ lập tức nhau nhau lên ngựa hộ tống cái đoạn xe chạy ra bên ngoài thành mặc dù vừa rồi trần thực phố lỗi sinh giết chết rất là nhiều người nhưng mà đối với đoàn xe mà nói cũng không có thương gân động cốt chỉ là tổn thương một ít vật tư tiêu hao mà thôi tới tỉnh thành bổ sung là được. Râm, râm. Trên bầu trời sấm sét đang sen, từng đảo lô điện bổ tới bổ lui. Bên đường chuyển đến cái tiếng mưa rơi tí tách rơi trên mặt sông. Tiếng sấm tùy lớn nhưng mà hạt mưa lại nhỏ. Mưa dòng vốn nên rất là nặng nề, nhưng hẳn là bị khí tức của cao thủ hóa thần phân tán đi rất nhiều. Sau khi đoạn xe của hai cái vị phu nhân đi rồi Lập tính có một đám gã xa vặt Từ trong trang viên của phú thương lĩnh nam trào ra Kéo từng cổ quan tài da mỏng tới Một người từ mở quan tài Hai người hợp lực khiêng cái người chết đi vào trong quan tài Lúc bỏ vào trong quan tài Thì ngay lập tính lấy búa cùng với đinh gỗ ra Đinh đinh đương đương Đem cái tấm quan tài nêm chết Đóng chặt lại Trên con đường ven sông này bốn năm mươi cổ thi thể có gia thần của lý gia cũng có cẩm y vệ lý gia bất quá thời gian một nén nhang lập tức đã thu thập xong lại có một đội sai vật đi tới thúc giục pháp thuật hệ thủy tẩy rửa cái vết máu trên mặt đất còn có thợ xây chuyên môn xúc vết máu rơi rớt trên tường sau đó là quét vôi lại mặt tường mấy nồi bọc nâng phiến đá xanh đi tới cậy mở phiến đá xanh một nát trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ sau đó thay cái phiến đá xanh mới. Bông họ còn mang rêu tới, cẩn thận từng ly từng tí bổ sung vào cái khe hở giữa các tảng đá xanh, làm cho người ta không nhận ra chỗ này vừa mới được thay đổi. Lại có những nữ tử đi tới bên bờ sông, đào những cái bông hoa bị hủy hoại lên, rồi trồng những bông hoa mới xuống, hương hoa xông vào trong mũi, nở rực rỡ, Trần Thực cùng với phó lưỡi sinh ngơ ngác nhìn một màn này Thế không thời gian ngắn ngủi Cái con đường này đã lập tức lại rực rỡ hẳn lên Một hồi chém giết vừa rồi Dường như là chỉ là một giấc mộng hoàng lương Như chưa bao giờ tồn tại Tàng tiên sinh vẫn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích Thẳng cho đến khi lại có hai cái gã sai vật Mang tới một cái quan tài da mỏng Đặt ở trước mặt phố lưỡi sinh Lúc này mới phất phất tay để cho hai cái gã sai vật lui ra Phổ tiên sinh Cái thủ đoạn giáo dục đồ đệ Ta rất là khâm phục Sắc mặt của tầng tiên sinh ôn hòa Nhìn phố lưỡi sinh Quỳ trên mặt đất không có đứng dậy Nói Điền quài nghĩa một thân chính khí Cương trực công chính cầm vũ sinh Thiệp dân cảm động lòng trời Thương thiền lắng nghe Được chân thần chúc phúc đạt được nhất phẩm thần thay Còn có cái vị trần thực tiểu ca này nữa Một đạo kiếm khí đột phá 80 trượng Đã phá được kỷ lục 36 trượng mà hài thú tài 10 năm trước lưu lại Làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa Cho nên ta rất kính ngươi Làm tiên sinh Cái cuộc đời này có thể bồi dưỡng ra được Ba cái vị môn sinh đắc ý Đúng là khó co được Hắn có chút cảm khái Nói Tuổi tá của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm Nhưng mà hoàn cảnh là khác nhau Năm đó ta thi đậu tú tài Lập tức tiếp tục đi thi Nhưng mà nhiều lần thi không trúng Ta từ 17 tuổi đã bắt đầu thi cử Cho đến 35 tuổi Vẫn không có thi đậu Nhưng Khi ta đi làm tiên sinh cho một hài tử Bên cạnh Lý Gia Được gia đình kia coi trọng Vì vậy khi mà ta 38 tuổi đi thi cử chào hỏi quan chú khảo một chút nằm đó ta đã thi đậu cử nhân y lắc đầu nói ta cầu hứng muốn chết vừa nhảy vừa cười buồn tẩu chung quanh hận không thể nói cho mọi người biết là ta đã thi đậu cử nhân hận không thể để cho những cái người Năm đó khinh thị ta vũ nhục ta phải quỳ gối trước mặt ta gọi ta là lão gia ta hận không thể túm lấy những nữ hài cứ tuyệt ta nói cho cả nàng biết các nàng đã mất một con rùa vàng rồi sau đó ta dần dần tỉnh táo lại ta vẫn còn vui mừng vì chúng cử nhưng mà ta lại biết ta chúng cử không phải là bởi vì bản lĩnh của ta mà là bởi vì một câu diều dắt của lý gia khi đó ta lập tức biết cho dù ta được bổ sung một chức quan thì cả đời này cũng không thể tấn thần không thể phát đạt được cho nên sau khi ta chúng cử ta lập tức đến lý già để làm tiên sinh bất kỳ bất giác ta đã, đã hơn 10 năm rồi phố lưỡi sinh ngẩng đầu nhìn hắn nói hơn 10 năm người đã bộ dưỡng ra được bao nhiêu anh tài hả tăng tiên sinh nở nụ cười nói nhân tài sao hắn cũng phải có chứ cho dù đó không phải là nhân tài đẹp với nhiều thiên tài địa bảo như vậy Nhiều cao thủ dạy dỗ như vậy Hơn nữa Nhất phẩm, nhị phẩm, thần thai kế ghép lên người Cũng chính là nhân tài Chỉ là Vậy bọn họ cho dù không phải ta Mà đổi lại là những người khác Thì thành tủ của bọn hắn Cũng là như vậy Sẽ không tệ ở chỗ nào hết Nội tình của gia thế quyền quý Quá là kinh khủng Hắn nghiêm mặt nói trên danh nghĩa Tên là tiên sinh của con cháu lý gia nhưng mà kỳ thực được chiếu cố nhiều nhất ngược lại chính là ta nếu ta không vào được lý gia cái cuộc đời này cũng đều sẽ bị dây ở kim đan cảnh giống như ngươi luyện không thành được nguyên anh tôi tới lý gia sau khi luyện đến kim đan cửu chuyển thuận miệng nói một câu là đột phá khó khăn thì chú tử lý gia lập tức an bài người đưa tới cho ta một quyển công pháp thật là tốt đưa tới các loại linh đan diệu dược trợ giúp ta đột phá hắn nhìn phố lưỡi sinh nói cái này theo ý kiến của các người nghĩ cũng không dám nghĩ có đúng vậy không phố tiền sinh người bị dây ở kim đan cũ chuyển rất lâu rồi hả đã cảm giác được cái việc không đủ khí quyết để đột phá rồi chứ người không nghĩ tới là cái vấn đề ở công pháp Chứ không phải vấn đề ở chỗ ngươi sao Ngươi không nghĩ tới Không đủ khí quyết Còn có thể dùng thiên tài địa bảo Linh đang dịu dược tới phụ trợ xung quanh chứ Ngươi cả đời kiếm tiền Đều mua không nổi một cái quả Linh đang cần thiết để trùng kích nguyên ăn cảnh Muốn đột phá hứ, Nằm mơ đi Phú lưỡi sinh rên rỉ một tiếng Nhưng mà Ta lại hâm mộ ngươi Tần tiên sinh thở dài Nói hơi <laughs> ta làm tiên sinh cả đời dạy học nuôi dưỡng người nhưng mà chưa bao giờ giống như ngươi có thể bồi dưỡng ra cái người như là điền hoài nghĩa ta không thay đổi được thế đạo chỉ là thông đồng làm bay mà thôi hắn im lặng đứng lên đột nhiên cười nói <cười> đã lâu không nói chuyện như là bạn bè phó tiên sinh ngươi có thể tự sát rồi Phố lưỡi sinh thân thể run rẩy Tới lên thần thai thần kham Trong miệng thần thai phun ra một hạt cửu chuyển kim đan Hắn thử hỗn hển Lập tức muốn dẫn động kim đan Tự sát mà chết Đột nhiên bên ta lại truyền đến Cái tiếng gầm đinh tay nhức ốc Văn vọng toàn bộ quyện thành tân hương Chẳng đến phố lưỡi sinh Chón váng đầu hoa cả mắt Xích một chút nữa đã ngất đi Hắn trừng to mắt Kinh hại muốn chết nhìn thấy trần thực bên cạnh tiến lên một bước giơ tay bổ xuống sâu độ trần thực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh thần quang trong ánh sáng rực rỡ đó còn có một cái tòa miếu thờ nho nhỏ trôi nổi trong miếu thờ nho nhỏ kia có một con hổ khỏe mạnh khấu khỉnh đi theo trần thực một bước một bước ra nâng cái bàn chân trước đầy lông sù bổ xuống phía trước trong miệng của nó phát ra cái tiếng hổ gầm rung trời một chưởng này bổ xuống lập tức phía trước cái miếu nhỏ nhấc lên gió lốc gào thét một cái bàn tay hổ long xùa có ánh vàng rực rỡ lớn như là cái gò núi từ trên trời giáng xuống hô một tiếng chưởng lực hùng hồn vô cùng kia trấn áp xuống nguyên anh của tặng tiên sinh còn chưa có thu lại thấy vậy vội vàng tế lên nguyên anh ngồi ở hư không vạn pháp bất xâm vạn nhận bất thương nhưng mà ở dưới hổ chưởng này Hết thảy tất cả đều vỡ nát Nguyên ngành của gã dưới trưởng lực khủng bố này Ngay cái lực lượng chống cự Cùng với cơ hội cũng không có Lập tức tan thành mây khói Trầm Cái tiếng va chạm vô cùng nặng nề truyền tới Đó là tiếng hổ trưởng thật là lớn Đè ép lên người của tầng tiên sinh Đem hắn nghiền thành thịt băm Sau đó là hung hăng đập vào trong phiến đá xanh trên mặt đất Phát ra cái tiếng vang thật là lớn Trần thực thu tay lại hổ chữ vô cùng to lớn đó cũng theo đó mà thu hồi vào trong miếu nhỏ cái tiểu lão hổ trong miếu thần thái có chút bất an không biết trên người mình Rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì vì sao lại phát ra cái tiếng rống to không thể giải thích vì sao lại giơ chân trước lên đập chết cái người trước mắt này tất cả những thứ này dường như là thuận lý thành chương trần thực hừ một tiếng lấy cái dù giấy dầu trong vỏ cá ra che dù lên bỏ lại vỏ cá thấp giọng nói từ trước đến nay đều là như vậy thật đúng vậy sao một học tử tiền độ vô lượng bị các ngươi cắt đi thần thay đã chết ngươi thì nhẹ nhàng nói một câu công đạo coi như là đã qua sao phước lưỡi sinh kinh hải không hiểu ngơ ngác nhìn cái miếng nhỏ sau đầu hắn cái mùi nhang mờ mịt trong miếu hắn lo lắng trần thực đi đuổi giết cái đoàn xe của gia quyến lý gia sẽ gặp phải cao thủ hóa thần cảnh cho nên vội vàng đứng dậy bắt lấy tay của trần thực đây là thế đạo trần thực cãi giận nói thế đạo này không đúng phố lợi sinh tức giận quát người có thể thay đổi sao trần thực ngơ ngẩn sửng sốt nửa ngày đột nhiên lớn tiếng nói Phú thương đi ra rửa đất đi mấy người các người lại đây cạo tặng tiên sinh ra cho ta bỏ vào trong cổ quan tài này đi tới Lý Phủ tính lệ cho ta Lập tức nó là trần thực ta bảo người đưa tới Các lão phu nhân muốn công đạo hả Thì tiểu gia ta cho công đạo Phú thương bên bờ sông làm ăn với Lý Gia Em sợ trần thực giận chó đánh mèo Vội vàng sai người đi làm Vừa rồi trần thực phố lưỡi xin giết người thật sự là quá hung dữ Mấy chục cái cổ thi thể làm cho người ta sợ hãi Nếu mà chọc giận bọn họ Chỉ sợ ngay cả bản thân mình cũng sẽ gặp phải tai ương Đợt tội lý giả tới chết Hai cái người này thật sự là cùng hung cực ác rồi Không biết cái chữ chết có mấy loại cách giết đây mà Phú thương trong nhà âm thầm lắc đầu Nói thêm Nhật sát tầng tiên sinh Đi tới tỉnh lỵ Nhớ kỹ Tìm một người khéo ăn khéo nói Mọi người thu sáng tầng tiên sinh lại Bỏ vào trong quan tài Lập tức lại có người dắt một chiếc xe bò đi tới đưa cái cổ quan tài này đi đến tỉnh thành. Quyện Tân Hương cách tỉnh thành Tân Hương khá là xa, tốc độ xe bò lại chậm, đợi cho đến khi bọn họ chạy tới nơi thì đã là ngày hôm sau. Lý Hiếu Chính là tuần phủ mới nhậm chức, hiện giờ tỉnh Tân Hương trong tình trạng trăm công ngàn việc. Còn có rất là nhiều chức quan trống. Mấy ngày nay ngưỡng cửa Lý Gia cơ hội đã bị người ta gõ cửa Phần lớn là do có mối quan hệ Muốn tìm được một chút thân thích với Lý Gia Hoặc là sau lưng có người Không tiện đắc tội Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp kiến mà thôi Thậm chí ngay cả con cái của Lý Gia Cũng bởi vì vậy mà chiếm được không ít chỗ tốt Bị người ta nhét cho rất là nhiều tiền bạc Cùng với châu bóng Cho nên Khi chiếc xe bò kéo một cổ quan tại gia mỏng xuất hiện trước cửa Lý Gia con cháu Lý Gia không khỏi ngay dạy Trong lúc nhất thời chưa có phục hồi lại tinh thần Cho đó lập tính có quản sự tới đuổi người May mắn lần này cái người dắt xe bò tới Là một người ăn nói khéo léo Biết ăn, biết nói Trong thời gian ngắn Lập tức đem cái người trong quan tài là ai Tiền căn hậu quả thế nào Nói một lần Lúc này mới không có bị con cái Lý Gia Bên đường phẫn nộ mà đánh chết <laughs> Cái tên trần thực này to gan biết là bao Dĩ nhiên là đánh chết tàng tiên sinh Còn dẫn chuyển thì tể tới đây nữa Bôi nhỏ lý gia ta mà Một đám còn cái của lý gia Vẫn không kiềm được Mặc dù có không biết người đã nhảy lên lưng ngựa Lập tướng muốn xông đến huyện Tân Hương Đi giết cái tên này Chỉ là mọi người còn chưa kịp ra khỏi thành Thì lập tướng bị ngăn lại Chính tường phủ truyền lệnh Lệnh cho bọn họ Không được tự tiện hành động còn cháu Lý Thị nghẹn khuất vạn phần vẫn uất không chịu nổi Giết tầng tiên sinh thì thôi đi chứ Cái sự tình còn có thể cứu vãn được Nhưng đã giết tận tiên sinh rồi Còn phải bỏ vào trong quan tài Thanh thiên bạch nhật đưa tới tỉnh thành Chính là đánh vào cái thể diện của thế gia cổ xưa này Bọn họ thật sự là nghĩ không ra Tuần phủ đại nhân vì sao còn có thể nhịn được Tại nội viện Lý Phủ đã đóng cửa vô lượng ngoại khách hay là người nội phủ cũng đều toàn bộ không thấy lý hiếu chính ngồi ở trong đình nghỉ mát ở nội viện đại phu nhân hạ vi nhân phất phất tay để cho nha hoàng chuẩn bị pha trà đi xuống tự mình pha trà chăm chào cho lý hiếu chính nói lão gia trần thực này thật sự là trần thực của 10 năm trước đã chết sao người đã chết há có lý sống lại chứ hướng gì là đã chết 10 năm rồi Đúng là còn sống Lý Hiếu Chính một bên lật xem văn thư Một bên nói Người khác không thể lạc cho người chết sống lại Nhưng mà Sơn Nhân Càng Dương nhất định là có biện pháp Hạ Vi Nhân nghe được bốn chữ Sơn Nhân Càng Dương này Thân thể khỏe chấn động Bốn cái chữ này giống như là có ma lực Núi Càng Dương Bản thân chính là một truyền thuyết Nàng thật sự khó có thể đem cái sơn nhân cạn dương Cùng với tên đội tể Tây Kinh liên hệ với nhau được Ly Hiếu Chính nhà giọng nói Mười năm trước Trần Thực bên trong quyển thí Bỗng nhiên nổi tiếng Dần thí dọ thí đệ nhất năm mười tỉnh Tử ngọ cam tạ kiếm Đã kỷ lục mười năm chưa từng có ai có thể phá Hắn được chân thần tìm hàng Ban cho Tiên thiên đạo thai Là vô thượng thần thai Mười năm sau Hắn chết đi sống lại Y nâng chén trà lên Uống một hơi cạn sạch Đứng lên Nhìn cái hòn non bộ cách đó không xa Sâu kính Nói Tử ngọ trảm tạ kiếm mười năm Chưa tưởng có người phá được kỷ lục Mười năm sau Bị người phá Người phá được kỷ lục này Chính là hắn hơn nữa Hắn đem khoảng cách phi hành của kiếm khí Tăng lên đến hơn 80 trượng Cái kỷ lục này chỉ sợ là Sau này trăm năm Năm trăm năm hay là ngàn năm Đều không có người nào có thể phá vỡ được Cái người như vậy Có tiên thiên đạo thai hay là không Cũng không thể khinh thường Hạ phi nhân chăm trà cho hắn Hỏi Chân thần đã ban cho thần thay còn có thể ban cho lần thứ hai sao Hơn nữa lần này Đại tế thần hạng ở dân miếu Hắn cũng không có tham dự Cũng chưa từng đạt được thần thái Lý Hiếu Chính suy nghĩ Nói Đây mới chính là chỗ cổ quái Ta nghe người ta miêu tả Tình hình hắn xuất thủ Tất nhiên là có được kim đan Thì mới có thể làm được Nói rõ hắn đã luyện thành kim đan Không có thần thai Hắn làm sao luyện thành kim đan chứ Hạ Vi Nhân cũng chăm cho mình một chén trà, đặt ở bên bờ môi ngửi hương trà, nói: Kim Đan có thể kế ghép không vậy? Lý Hiếu Chính lắc đầu. Hạ Vi Nhân nói: vậy thì thật lực kỳ quái, thực lực của hắn mạnh như vậy, là hảo thủ có thể ở khoảng cách xa phóng thanh chút giết chết Kim Đan cảnh, thậm chí ngay cả Tầng Tiên Sinh cũng chết trong tay của hắn. Tầng Tiên Sinh cũng không tính là yếu đâu. Lý Hiếu Chính xê người lại Nói Tầng tiên sinh tu luyện Ngũ hành quyết thần dị Dùng cái này luyện thành Nguyên Anh Đã tu luyện đến giai đoạn Nguyên Anh xuất khiếu Tu di thực lực cũng không tính là tệ Kiềm đạt cảnh muốn giết hắn thì Y lắc đầu Sắc mặt cổ quái Nói Lúc trận thật ra tay có tiếng hổ gầm Có hổ chảo không hiểu ở đâu xuất hiện Đập chết tàng tiên sinh cái này lại càng cổ quái hơn nữa. còn có một chuyện lạ, Trên dân thừa có nói, sau đầu trần thực không phải là thần khám mà chính là một ngôi miếu nhỏ. hắn mở vân thư ra, phía trên chính là hình vẽ cái miếu nhỏ sau đầu của trần thực. hạ phi nhân cẩn thận đánh giá, cái loại miếu thờ này có cấu tạo cực kỳ đơn giản, rất là bình thường, tại hương giả tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà vì sao thần tham lại biến thành miếu nhỏ chứ Miếu là nơi ở của thần Lý Hiểu Chính nói Trong miếu của hắn là thờ di thần nào đây chứ Ánh mắt hắn chớp động Bất giác nhớ đến cái cảnh tượng hai ngày trước Mình rời khỏi huyện Tân Hương đi nhậm chức Đó là một cái đầu hổ khổng lồ như là ngọn núi Lơ lửng trên bầu trời núi Cạn Dương con hổ rầm rú trên núi Khi thế mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta tim đập nhanh Chủ nhân của hổ trưởng Không phải là con hổ đó chứ Sắc mặt của hắn cổ quái Không nói ra cái suy nghĩ của mình Cái con hổ kia quá là mạnh mẽ Mạnh mẽ tới ngay cả hắn cũng có một chút tim đập nhanh Yêu tạo vô thường bậc này Làm sao lại ở trong miếu nhỏ của trần thực chứ Hắn lắc đầu Mở ra mấy cái phần công văn khác Nói trần thực chết bao lâu không quan trọng mà trần giận đô có chết hay là không đó mới chính là quan trọng những văn thư này chính là tư liệu chỉnh lý do các lộ thám tử ghi chép về trần giận đô lý gia tại tân hương bên ngoài mặc dù không có bao nhiêu thế lực nhưng mà ngầm kinh doanh đã lâu vơ vé các loại tin tức biên soạn thành tư liệu mục đích của lý gia chính là mộ chân vương đối với một tồn tại như là trần giận đô tự nhiên là càng thêm coi trọng cái chết của Trần dần đô là một bí ẩn tế này vẫn chưa có kết luận lúc trước khi hạ tán y quan được chôn cất trong quan tài cũng không có thi thể cái loại hiện tượng này khiến cho người ta bất an hạ phi nhân yên lặng nghe sở dĩ nạn có thể ở trong lý gia những năm gần đây không suy sụp không phải là dựa vào trong cổ tay có bao nhiêu là lợi hại mà là đầy đủ an tĩnh giỏi về lắng nghe li hiếu chính nói lúc hắn hạ tán trong số những người gõ quan tài cũng bao gồm thám tử lý gia ta mười năm trước trần dần đô đã đại náo tây kinh ngũ quân thần cơ thần su thủ vệ tây kinh tam đại doanh địa đã bị đánh cho tàn phế các quý nhân tây kinh tử thương vô số kể Tây Ngài nói khi đó nội các đại học sĩ cũng bởi vì vậy mà trọng thương. Đốc chủ đồng sưởng bị đánh cho tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xa lăn. Nhưng mà Trần Dận Đô cũng bị trọng thương, sau đó lui về cả Dương Sơn. Nói là giữa bọn họ có ước hẹn quân tử, Trần Dận Đô thì không được dây dưa với chuyện xưa, còn Tây Kinh cũng sẽ không đi tìm Trần Gia để gây phiền toái. Cứ như vậy, cái chuyện này đã lắng xuống 10 năm. Hạ Vi Nhân Nói Nếu mà Trần Dần Đô đã chết Như vậy sẽ không tiếp tục bình an vô sự nữa Lý Hiếu Chính nhẹ nhàng gật đầu Nói Cổ quái chính là Trong quan tài của Trần Dần Đô Cũng không có Trần Dần Đô Rất là nhiều người ở Tây Kinh Chỉ sợ là ngủ không yên Nếu mà hắn thật sự là chết Thì những vị đại nhân vật kia Lập tức kê cào gối không lo Nhưng mà nếu chưa chết Mới là làm cho người ta đau đầu Hắn dừng lại một chút Tiếp tục nói Những đại nhân vật này Rất là muốn lợi dụng ta tới thăm dò một chút Xem Trần Nhân Đô thật sự là đã chết hay chưa Lúc này nhất định có rất là nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm nơi này Thậm chí nói không chừng Trong lý gia ta cũng có rất là nhiều người đang theo dõi ta Chờ đợi ta động thủ thăm dò Hạ Phi Nhân nói Nhưng mà lão gia sẽ không động thủ thăm dò Sẽ không Lý Hiếu Chính mỉm cười Nói <cười> Cái loại khuất nhục này Không tính là cái gì Năm đó khi ta chưa đứng vững gót chân ở Lý Gia Cả ca cùng cha khắc mẹ của ta đã răng dậy Nhổ một ngụm nước bọt lên mặt ta Ta cũng không có nhục nhích Cái ngụm nước bọt kia Cũng theo gió mà thổi khô Ta cũng chưa từng lâu đi Hiện giờ chỉ là một cố thi thể mà thôi Chỉ cần ta đủ trầm ổn người nhịn không được kia khẳng định không phải là ta mà chính là quý nhân ở tây kinh <laughs> hạ vi nhân thở dài nói lão gia hùng tài dĩ lược nội tâm ẩn nhẫn nhưng mà con cái của chúng ta mang tới chưa chắc có tâm tính của lão gia lý hiếu chính cười nói ha, 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 ha. cái này cần phu nhân ước thúc chúng nó rồi hạ vi nhân nói ta sẽ cố hết sức nếu mà Trần Dần Đô chết thật thì sao Lý Hiếu Chính cười Nói ha, <laughs> Như vậy Trần Thực chỉ là một cô nhi Dám cần đảm kiến cạn lấy đại thủ Tất nhiên là chết chưa hết tội <laughs> Tại huyện Tân Hương Trần Thực che dù Phố Lợi Sinh đứng dậy Khó có thể tin nhìn về miếu nhỏ sau đầu của hắn Cái ngôi miếu nhỏ này vượt qua nhận thức của y phá vỡ nhận thức của y thậm chí so với cái việc y nhìn thấy cái thiên sách luận kia của trần thực viết còn điên cuồng hơn nữa sách luận chỉ là xuyên tạc lời của phu tử nói mà cái tòa miếu nhỏ này lại đem thần kham lật đổ đúng là phản tặc thật là ma quái đây là ý niệm trong đầu phố lưỡi sinh tót ra trước tiên nhưng mà sau đó lập tức lại tót ra cái ý niệm mới Ta có nên hàng yêu ma Khả thân vì nghĩa không đây Hắn nghĩ nghĩ Bản thân mình còn không muốn xả thân vì nghĩa Vì vậy lập tức yên tâm thoải mái đi theo tràng tực Cùng nhau rời khỏi hết qua thì trốn dưới mái hiên Trên người không có bị ướt Nhìn thấy bọn họ lại đây cuốn quýt đứng dậy Theo bọn họ rời khỏi Trên bầu trời đổ mưa Lúc đầu mưa cũng không lớn Tí tách tí tách Nhưng mà dần dần lại lớn lên mặt sông ảo ảo rung động từ hai bên bờ sông nhô ra không ít đầu rồng bằng đá đang phun nước trên phía bên ngoài rót vào sông thanh cừ hiện giờ thuyền hoa đã ngừng kinh doanh cái nữ tử chèo thuyền cùng với phụ thân nhà mình cách bến thuyền không xa đang tự cặp thuyền lại đầu đội nón mưa mặc áo tơi vất vả bận rộn phụ thân mau nhìn mau nhìn kia Cô nương lái thuyền nhìn thấy hai người một chó trên bờ Vừa vàng kéo người chèo thuyền Chỉ chỉ lên bờ Cái người chèo thuyền nhìn lại Không khỏi ngạc nhiên Kinh dị nói Thấy quỷ rồi Tìm lý gia trả thù Lại còn có thể sống sót Thật sự là gặp quỷ rồi Hai cha con đưa mắt nhìn hai người một chó đi xa Cái cô nương lái thuyền đột nhiên kêu lên Phủ thân, thuyền, thuyền Thuyền hoa kia không có cột kỹ suýt một chút nữa đã bị nước cuốn đi hai cha con lại bận rộn một phen lúc này mới buộc chặt thuyền trần thực cùng với phó lưỡi sinh quá là mệt mỏi không có chú ý tới bọn họ nhưng mà hát oa lại dừng bước nhìn sang bờ bên kia sau đó lại đuổi theo trần thực đối diện với hai cha con bên dưới mái hiên là một loạt phòng ốc có một con dê xanh đang đứng cái dáng người như là người bình thường tựa vào mặt tiền ven đường để cánh mưa cái móng chân của thanh dương không phải là móng chân mà chính là móng vuốt sắc bén đang vụn về nắm một cái cây bút Cây kia cầm một quyển sách giấy trắng vẽ vẽ phía trên đó nó vẽ chính là cái tình hình trần thực tế lên con hổ vàng đập chết tầng tiên sinh cái con dây xanh kia vẽ kiểu gì cũng không được thợ đầu nhìn sang đại hán trâu qua nón bên cạnh chỉ thấy đại hán trâu qua nón vẽ giống như đúc Hề hey, Tiểu thập nó không sai Hắn đích xác là có thể thúc giục được sơn quân Đại hán sau quay nón Buông bút mực vẻ mặt u sầu Nói Tế tội kỹ của sơn quân lên để giết địch <laughs> Đây là mặt mũi lớn bầu nhiều chứ Không sợ bị trời phạt sao Thanh dương liên tục gật đầu Cũng là cái vẻ mặt u sầu hey, Hôm nay Có thể tế khởi tội kỹ sơn quân ngày mai dám chừng có thể tế khởi được Sơn Quân lắm à Sơn Quân là cái tồn tại thế nào? Là cái người thủ hộ Càng Dương Sơn Là quân vương, quân chủ của tất cả sinh linh Càng Dương Sơn Tế khởi Sơn Quân Càng Dương đi giết địch So với tế khởi Đại Xà Huyền Sơn Hoặc là Trần Dận Đô đi giết địch Thì Đại Nghịch bắt đạo gấp trăm lần Ơi, ừ, quan trọng nhất chính là cái tổ miếu nhỏ này rốt cục có lai lịch gì chứ? Đại hán trong quanh nón nói Cái miếu rách nát này Tại sao có thể sẽ khiến sơn quân cạn dương được chứ Thanh dương suy tư nói Hừm Miếu đổ nát Là do mẹ bảo hộ tảng đá của tiểu thập cho Mẹ bảo hộ tảng đá có lại lịch gì chứ Hai đại tà túy Hai mặt nhìn nhau Chẳng dần đô Tìm được mẹ bảo hộ cho tiểu thập Rốt cuộc là cái gì vậy chứ Bọn họ suy nghĩ mãi không hiểu cuốn cái bức tranh lên cầm chiếc dù trong góc tường một trước một sau rời đi hề hey, đi đi tìm sa bạc à đúng rồi ngươi có phát hiện không hả cái con hát cẩu nhà tiểu thập luôn thì giỏi chúng ta đó tờ cũng phát hiện chúng ta dám thì tiểu thập còn nói thì dám thì chúng ta cái tên này càng ngày càng không giống chó rồi Vạn hồn phiên của quyện Tân Hương Đã sớm cảm ứng được khí tức của hai đại tà túy này Nhưng mà Tám ngàn oán linh được tôi luyện vạn chuyện trong cờ Đã bị ký tức của hai cái đại tà túy này áp chế Không thể nhúc nhích Đợi cho bọn họ đi ra khỏi quyện thành Tân Hương Thì uy lực của vạn hồn phiên lúc này mới khôi phục lại Trần Thực đi qua vân Miếu Mưa càng lúc càng lớn Tế tự vân Miếu đã kết thúc thần gián đã hoàn thành Các tú tài đã sớm trở về nhà Hắn nhìn văn miếu Nhớ tới chấp niệm mình đạt được thần thay Trong lòng cảm thấy có một chút mất mát Nhưng mà nghe lập tức Đã đem cái việc này vứt ra sâu đầu Tiền thiên đạo thai Có thể so được với Đại lão hổ không Trong lòng hắn thầm nghĩ Tuy là mưa to tầm tả Nhưng mà trần thực vẫn cùng với Phố lưỡi sinh ngồi trên xe gỗ Thừa dịp đêm mưa đi về phía trước Đi về nông thôn Lý già đại thế lớn Không làm gì được trần thực Nhưng vẫn có thể không làm gì được Phố lỗi xin sau Cho nên phố lỗi xin đã quyết định Đi đến nông thôn tránh né một thời gian Bởi vì sắp trời đã tối Cho nên hắn đành phải ở lại Nhà trần thực trước Trần thực vào trong thôn Mượn một chút rau dưa thịt trứng Hát hoa thì buộc tạp về sao cho bọn họ bốn món ăn phố lễ xin ngơ ngác nhìn hát cổ bận trước bận sau lại nấu một nồi canh tôi định nấu thuốc sắc thuốc cho trần thực qua một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần càng thật người thì có phát hiện rằng cẩu tử nhà người có chút cổ quái không hả hắn thật sự là nhịn không được mà nhỏ giọng nói cẩu tử đang nhóm lửa bên bếp lò vẫn cái tay lên chậm rãi quay đầu u oán liếc y một cái trần thực thở dài nói hê hey, tiên sinh dùng bữa cậu tử của nhà nghèo chúng ta chính là giống vậy đó phố lưỡi sinh hồ nghi thầm nghĩ con chó này dưới da của nó là người sao chứ con chó này tuyệt đối là khối vấn đề ngày hôm sau thức dậy y nhìn thấy hắc hoa đang nấu điểm tâm lại cảm thấy cổ tử làm như vậy Là bình thường Tuyệt đối không có thành vấn đề gì hết Không xong rồi Ta đã bị cổ tử này ảnh hưởng đến tâm trí Phố lưỡi xin sợ người ốc Trong nhà trạng thực của tà túy Chính là cái con chó này Nó nó lại nhìn ta kìa Ta đã suy nghĩ nhiều rồi Cái con chó này rõ ràng là rất bình thường Đã kết thúc tập 50 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 51 của bộ truyện. Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chiêu nha.